Chào các bạn học sinh. Trong video này tôi hướng dẫn các bạn là làm cái bài tập trắc nghiệm. Thì khi các thầy giao bài tập trắc nghiệm có thời gian tự động nó bắn cái này. Thì các bạn liên tục lưu ý những cái bài tập mà nó đã hiện ở đây. Hoặc là nhìn từ trên xuống nó cũng sẽ hiện đây. Ví dụ ở đây ta nhìn thấy có một cái bài tập trắc nghiệm ở đây. Thế và ta take the quiz, ta làm bài tập quiz. Đấy. Thì ở đây là dạng bắn thì cho, tất nhiên nó có 12 loại nhưng ở đây lại dễ nhất. Thì ví dụ như ta đây, ta sẽ chọn một đáp án và ta nộp. Đấy, như vậy là ở đây hệ thống tự động báo là ta đã làm đúng và cũng cho điểm của chúng ta. Như vậy các bạn đã biết cách làm bài quiz như nào rồi.